Bà con ơi, cá múc đá nó có nhiều tên lắm bà con, nó nhiều tên nè, cá múc đá là nó có tên là cá ninja, không phải là ninja kiếm hiệp đâu nha, mà nó có tên khoa học là high fish, đó, ở miền Nam gọi là cá ninja, miền Bắc gọi là cá múc đá, miền Trung gọi là cá giấu đầu lồi đuôi, gốc anh nó ở địa Trung Hải, không ăn khi bụng đói nè. Đó, không ăn khi bụng đói là người khắc chế nè, không đang uống thuốc ho, bệnh nhân gút, sơ gan, ho lao, rối loạn máu, người đang bị vô sinh, loạn tiêu hóa. Đó, nhưng mà cá mún đá, cá ninja hanfish này, cá giấu đầu lồi đuôi này là chúng ta không được ăn khi bụng đói, đang uống thuốc ho, bệnh nhân gút, sơ gan, ho lao, rối loạn máu, người đang bị vô sinh, loạn tiêu hóa, mà nó tốt, thật tốt. Cá mút đá, cá ninja, cá giấu đầu lùi đuôi này tốt cho thể chất kém, chảy máu dạ dày, giải rượu, tăng cường sức khỏe, người bệnh đau đầu, người bệnh đau đầu nữa, huyết bạch ở phụ nữ làm đẹp da, đẹp tóc, rất tốt cho bà con. Nhưng mà cá mút đá như ăn các loại cá khác, ta ăn 6 ngày, ta nghỉ 1 ngày đó nha bà con. Mà nhà cá này là những người bụng đói không ăn nè, đang uống thuốc ho không ăn nè, bệnh nhân gút không ăn nè, sơ gan không ăn nè, ho la không ăn, rối loạn máu, người đang vô sinh, loạn tiêu hóa, là không ăn, không ăn bà con ơi. Chúc bà con ta ăn cá vui vẻ mạnh khỏe.